Cho quay lại nha. Và bây giờ mình sẽ quay lại tận cảnh bắn pháo hoa luôn. Chuẩn bị bắn pháo hoa. Khi nào bắn le lên nha em. Từ từ nha. Rồi xe xe ra để nhìn cho rõ hơn. Chuẩn bị bắn hoa, bắn hoa rồi. Quẻ cao luôn. Quẻ đẻ luôn. Quẻ đẹp luôn. Rồi, tuyệt vời luôn, về tới nhà rồi mà vẫn thấy bắn luôn nè. Rồi, nghe bạn đó nói là 500 mấy gần 600 á, quá đẹp luôn. Rồi vậy là hết rồi quý bà con, 600 ngàn á, 600 ngàn cho một chút xíu thôi á. Hiện tại bây giờ đêm giao thừa, một phút nữa tới đêm giao thừa rồi, bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài. Sư phụ thì đang chờ các đồ đệ khác tới để thăm, còn mình sẽ chạy ra ngoài để xem bắn pháo hoa thưa quý bà con. Hiện tại thì ở đầu đường cũng có bắn nữa. Coi mệt nghỉ luôn á. Quý bà con xem nè. Vẫn còn. Rồi bây giờ mình sẽ chạy ra ở cái khu trung tâm của thị trấn, đó là cái cầu thành. Thì ở cái cầu thành này sẽ thấy được cái quang cảnh nó rộng lớn hơn, sẽ dễ nhìn thấy pháo bông nhiều hơn. Tại năm nay pháo bông được bán nên là nhà mua về, người mua về tự bán luôn để khỏi cần phải xuống dưới thành phố. Bây giờ mình sẽ chạy ra khu trung tâm của thị trấn. Đây mọi người ở trên đây cũng đang nô nức để chờ xem bắn pháo hoa. Đây. Bây giờ cái việc xem pháo hoa nó đã dễ hơn rồi. Để mình sẽ đi xa hơn chút xíu đó, nhìn cho nó dễ. Đây. Quá đã luôn. Nghe tiếng nổ không? Quá đã luôn. Nhiều chỗ bán luôn quý bà con. Bây giờ sẽ chạy vòng vòng để săn thêm mấy cái chỗ bán pháo hoa. Ở quay bên đường nhìn lại phía sau lưng nè. Bán xong rồi, bán một lần gần 600 ngàn á, nhưng mà mỗi lần bán thì tầm khoảng 45 giây thôi thưa quý bà con. Nhưng mà nãy giờ bán rất là nhiều. Mình đi ngoài đường mình nhìn thấy nãy giờ là mấy chục nơi bán pháo hoa rồi đó. Trước mặt có bán nữa kìa quý bà con.
bước qua năm mới khoảng 2-3 phút vừa rồi quý bà con ơi. Mỗi mịt mù, người dân bắt đầu sẽ đổ xô ra đường để xem bắn pháo hoa. Những năm trước thì rất là khó khăn, mỗi lần muốn xem bắn pháo hoa là phải ra đường xem. Bây giờ thì không cần ra đường nữa, ngay tại chỗ luôn. Có vài người đang đứng ở cầu đây để chờ xem bắn pháo hoa. Đây ở phía bên kia thưa quý bà con. Đó quý bà con thấy không? Cái khu vực đó nãy giờ mình để ý bắn rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ dừng lại ngay tại chỗ này để xem xung quanh mà có chỗ nào bắn pháo hoa, mình sẽ quay qua cho quý bà con xem. Cái gì? Xa quá, ở xa xa có mấy cái ánh đèn chớp nhé, là nơi đó đang bắn pháo hoa. Ở gần đây chỉ nghe được tiếng nổ thôi. Đứng ở ngoài đây là chắc nhất sẽ nhìn thấy được nhiều nơi bắn pháo hoa. Hồi nãy ngay trước nhà mình cũng có chỗ bắn. Ra ngoài đây cũng có. Đây 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 đây. Ở đây cũng có nè quý bà con. Mọi người đang nô nức và các em nhỏ đêm nay cũng được ngủ trễ. Cái khu vực này rất là đẹp. Đây, ở dưới kia cũng có nữa kìa. Mới vừa thấy là hết luôn. Quá nhiều nơi bắn cùng một lần. Càng lên hết rồi sao? Ở xa xa kia cũng đang bán rồi quý bà con, nhìn thấy rõ không? Bây giờ zoom lại thì quý bà con nhìn thấy sẽ bị mờ, tại ở đây đèn rất là sáng. Ở dưới đó không biết bán bằng cái pháo gì nhưng mà bắn nó nhanh rụi lắm các bạn. Quý bà con thấy không? Có những cái đường từ dưới lên á. Đấy. Là đứng ở khu vực này có thể nhìn thấy hết ở trong thị trấn là địa điểm nào mà đang bắn pháo hoa luôn. Quan trọng là nhìn xa hay nhìn gần có rõ hay không thôi. Đây đây đây, không biết khúc nào mà ngay ở giữa sông luôn, nhìn thấy là ngay ở giữa sông luôn, quá đẹp luôn, tuyệt vời. Xe lắm nó mới không nghe được tiếng nổ. Đây, ở đây nữa. Đó. Đó, mỗi lần mà nó bắn nó lóe sáng lên là nó làm cho màn hình điện thoại bị ao nét thưa quý bà con. Quá hấp dẫn luôn. Không ngờ là giờ này đêm giao thừa mà còn có nhiều thành phần mà đi xe nẹt bô kiểu như vậy. Bên đây cũng có nè, mà bên đây xa quá nhìn không thấy rõ lắm. Quý bà con có nghe được cái tiếng nó nổ không? Nổ lập bục á.
đó, có tiếng nổ mắt thường mình nhìn thấy được, mà nhìn trong màn hình thì có vẻ như là không có thấy được. Mình cứ nghĩ là đúng 12 giờ là tất cả mọi nơi sẽ cùng nhau bắn một lần á quý bà con. Nhưng mà hầu như mọi người đó hình như không chơi với nhau, ở mỗi nhà sẽ tự bắn. Rất là đẹp. Đây, ở dưới đây lại tiếp tục bắn pháo hoa nữa nè. Không có nhìn thấy gần được. Và mình sẽ chờ thêm vài phút nữa để xem còn chỗ nào bắn không. Chắc chắn là còn mà không biết là có gần hay không thôi. Rồi tiếp tục chờ thôi. Mình sẽ chờ thêm khoảng 3 phút nữa. Nếu mà có chỗ nào bán nữa mình sẽ quay, còn nếu không bán nữa thì mình sẽ xin kết thúc clip luôn. Đêm giao thừa mà nhìn thấy người ta đi chơi vui ghê. Mình đi lòng vòng ở đây quay bắn pháo hoa rồi đứng tự nói chuyện với cái điện thoại của mình. Và năm mới kính chúc cho quý bà con an khang thịnh vượng, gặp nhiều niềm vui và tấn tài tấn lộc, làm việc gì cũng thành công, và đặc biệt phải có thật nhiều sức khỏe để đối đầu với năm 2024 này. Hứa hẹn sẽ là một năm đầy khó khăn, đầy cam go và vất vả. Ở đây mới bán hồi nào không biết, mới bán xong mới thấy quay qua là đã không còn nữa rồi. Quý vị còn thấy không? Đó 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 đó. Rồi, đầm lọt đang có bắn rất là nhiều nơi. Mỗi lần mà có tiếng nổ nó sẽ làm cho màn hình điện thoại bị ao nét, không biết vì sao khi mà tiếng nổ to quá. Hiện tại đang bắn hai bên bờ sông á. Và nhắc lại là đây là do người dân họ tự bắn và họ mua pháo của bên Bộ Quốc phòng cung cấp, pháo tên là Z121. Năm nay vì cho phép nên là người người mua, nhà nhà mua, không cần phải xuống thành phố nữa. Nổ rất là to. Pháo này người dân mua về thì có review, có phản hồi lại là pháo tuy nổ to nhưng mà pháo không có bay cao, nên là ở vị trí này cũng rất là khó thấy hết những cái nơi mà bắn pháo. Có vẻ như là đã hết chỗ bắn rồi thưa quý bà con. Vẫn còn ở trên khu vực đó như là của một nhà, tại vì nãy giờ mình thấy bắn một chỗ đó. Mình sẽ zoom tới gần hơn. Hình như là cái nhà đã bắn hồi nãy giờ luôn thưa quý bà con, ở khúc đó bắn nãy giờ luôn. Mỗi lần bắn là tầm khoảng gần 600.000 á, bắn tầm khoảng được 45 giây, chứ không có nhiều. Nhà nào có điều kiện mới bán được liên tục như vậy. Nếu bán liên tục như vậy nãy giờ phải 5-6 triệu rồi quý bà con ơi. Hồi nãy trước khi ra đây quay á, là mình đã đứng xem rồi, nhà đó nãy giờ cũng đã có bán rồi, khu vực đó. Buổi tối nếu như ở đây không bắn pháo hoa thì nó cũng đã đẹp rồi. Một con sông ở một vùng quê yên tĩnh, có cây cầu bắc qua, đèn đuốc rất là sáng. Hồi trước ở nơi đây rất là hoang vắng, nhưng mà từ khi mà có cái cầu này, xong mà xây dựng đèn lên rồi làm hai bên bờ kè rất là đẹp và tập trung nhiều người hơn. Đây đang ở Diên Khánh Cầu Thành nha quý bà con, thuộc Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 16 km.
về hướng Tây. Rồi, vậy là màn bắn pháo hoa đêm giao thừa chắc có lẽ đã hết rồi quý bà con. Và bây giờ tôi sẽ up luôn clip này lên để cho những quý bà con nào mà không ở nhà không có xem được á thì xem clip này đỡ. Mong là quý bà con sẽ có được thêm được nhiều niềm vui. Và những quý bà con nào ở vùng quê không xem được bắn pháo hoa thì đây cũng như là một lời chúc và một cái sự an ủi cho những quý bà con mà chưa được bắn pháo hoa trong đêm Giáng sinh Noel. Trong đêm Giáng sinh, xin lỗi quý bà con, trong đêm Giáng sinh mà giờ này vẫn còn thức thì có thể xem clip này. Rồi, vậy là hết thưa quý bà con, bây giờ tôi sẽ đi về. Vẫn nghe thấy tiếng pháo nổ nhưng mà chắc ở cự ly khá là xa nên là không thấy được. Không biết là có nên đứng lại nơi đây hay không, không có thấy được. Ở trong xóm mình là cũng có bán, mình mới về quê quý bà con thì ở trong xóm mình cũng có bán, nhưng mà mỗi nhà một vài nhà thôi, bán một cái thôi, thì ở ngoài đây có thể nhìn thấy hết được. À, mình vẫn tiếp tục quay, nếu như đi về mà có bắn pháo hoa tiếp mình sẽ giữ lại cái đoạn này. Còn nếu mà không có bán thì đoạn này mình sẽ xóa đi. Rồi, vậy là chắc là đã hết bắn cho quý bà con. Không nghe tiếng gì nữa. Rồi, vậy là đêm giao thừa đã kết thúc. Còn giờ này vẫn còn ăn nhậu quá ghê luôn. Con chưa rồi. Đứng đó lâu quá là sẽ bị dính nhạc bản quyền đó thưa quý bà con ơi. Vậy là hết rồi. Chào và tạm biệt quý bà con nha. Chúc quý bà con có một năm mới an lành, năm Giáp Thìn 2024 thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.